mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm kênh điện tử DT. Ở video này mình sẽ review về mạch chuyển đổi nguồn tự động 12V cho đến 48V. Sản phẩm có chức năng là chuyển đổi nguồn tự động với dòng chịu tải là 10A và điện áp hoạt động là điện áp DC 12V cho đến 48V. Hiện tại sản phẩm đang được bán trên website điện tử dt.com. Từ trình duyệt các bạn chỉ cập điện tử dt.com, tìm kiếm với từ khóa DT4054, sau đó xem chi tiết. Hiện tại điện tử DT cũng có rất nhiều sản phẩm liên quan đến mạch chuyển đổi nguồn tự động. Mình sẽ để đường dẫn ở dưới phần mô tả video, các bạn vào xem chi tiết. Và bây giờ mình sẽ nói sơ về nguyên lý và lắp cho các bạn xem nha. Mạch sẽ sử dụng một relay với dòng chịu tải là 10A và trên mạch có ký hiệu là DC trừ và DC cộng, là nơi để chúng ta cấp nguồn từ adapter hoặc nguồn tổ ong. Chúng ta sẽ cấp nguồn dương vào DC cộng và âm vào DC trừ. Và phía bên tay phải có ký hiệu là BAT cộng và BAT trừ là ký hiệu của battery, là nguồn của pin. Chúng ta có thể cấp nguồn từ bình ắc quy hoặc là pin có điện áp từ 12V cho đến 48V. Và tùy vào thiết bị hoạt động ở điện áp bao nhiêu và chúng ta sẽ cấp nguồn bấy nhiêu cho mạch. Tránh cấp điện áp cao hơn sẽ gây cháy thiết bị. Các bạn quan sát sơ đồ trên màn hình và bây giờ mình sẽ lắp theo sơ đồ trên màn hình. Và mình sẽ lắp thử với lá thanh sử dụng điện áp là 12V DC. Vì vậy mình sẽ sử dụng một bình ắc quy cũng điện áp là 12V và một nguồn adapter cũng điện áp là 12V. Và trên nguồn adapter mình sẽ sử dụng thêm một rắc cái DC để đấu vào DC cộng và DC trừ. Và đây mình vừa lắp xong theo sơ đồ và mình chưa cấp nguồn cho adapter. Vì vậy mạch sẽ sử dụng nguồn của bình ắc quy để cấp điện cho đèn. Và đây mình sẽ cắm nguồn của adapter vào. Lập tức mạch sẽ chuyển đổi nguồn sang sử dụng nguồn của adapter để cấp điện cho mạch. Rồi giờ mình sẽ rút adapter ra. Thì lập tức mạch sẽ chuyển đổi nguồn sang sử dụng nguồn của bình ắc quy. Và như vậy mạch sẽ hoạt động theo nguyên lý là khi chúng ta chưa cấp nguồn vào DC trừ và DC cộng thì mạch sẽ sử dụng nguồn từ BAT trừ cộng và BAT trừ, có nghĩa là nguồn từ trực tiếp từ bình ắc quy để cấp nguồn cho led. Và khi mình cấp nguồn vào cho DC cộng và DC trừ thì mạch sẽ chuyển trạng thái relay để sử dụng nguồn từ DC cộng và DC trừ để cấp nguồn cho led. Và video review về sản phẩm mạch chuyển đổi nguồn tự động 12V đến 48V của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ thắc mắc gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.